Chào anh em nha. Hôm nay mình nhận một lúc hai coi RE5 rim anh em. Hai coi RE5 rim thay pin nha. Pin xài lâu thì nó cũng đã yếu nha anh em. Và mình còn phải thay pin mới cho nó nha. Mình đã có hai viên pin RE5 rim rồi. Mình về mình thay mới. Mình tiến hành thay hai cái máy nó nha anh em. Thay pin, anh em có nhu cầu thay pin hay thay màn hình full smartphone nha, tất cả các dòng cứ alo, nhắn về comment dưới bài cho mình hoặc là gọi điện thoại cho mình 0355 356 356 nha, để được tư vấn nha. Đây mình thay một lúc hai cây luôn này. Đây là khách cũng gần nhà thôi, gửi thay thôi. Mà anh em ở xa mình vẫn nhận thay nha. Anh em nếu không ngại đường xa xa xôi thì gửi thì mình vẫn nhận thay. Cẩn thận nha anh em, nói chung cái công thay mấy cái đồ yêu này rất là cẩn thận. Nếu không nó láo nháo nó bể màn hình cái xong luôn. Thay viên pin là đã được vài chục ngàn tiền công. Và nó bể cái màn hình là thanh cho hết nha. Mình là công ăn quả nữa. Nên là công rất là mệt. Nhưng mà biết cách tháo màn hình ra thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Muốn thay viên pin này thì cũng rất là cực, anh em phải tháo hết máy ra chứ không phải là tháo cái nắp sau như những cái máy thường thì nó đơn giản. Còn này anh em phải tiến hành tháo vít ra này đó, rồi tháo cái sườn ra thì anh em mới lấy được viên pin ra nha. Mình hướng dẫn cho những anh em chưa biết thì có thể tháo thay tận nhà nếu mà anh em mà có kỹ năng tháo được màn hình. Còn nếu mà anh em mà không có kỹ năng tháo màn hình thì tốt nhất cầm ra tiệm nha anh em. Chứ nó không cẩn thận nó lại bể màn hình này. Cái màn hình này bên đây rất là mắc nha. Nếu anh thay anh em thay thì nó cũng phải nó trên 600 ngàn. Chứ không có rẻ đâu anh em. Rất là cao tiền, nay màn hình nó cao quá. Nay giờ dịch đó anh em, nên là bên Trung Quốc nó những cái chỗ mà nó cấm biên rất là nhiều. Và những cái đầu mối người ta nhập màn hình về á, với lại phụ kiện á nó rất là cao. Nên là giá nó không có thể rẻ được anh em. Giá này nó đẩy lên rất là cao rồi. Nên là tiền phụ kiện nó lại quá cao. Anh em muốn thay được thì anh em gỡ cái cây sim ra này. Anh em tiến hành tháo cái sườn ra nha. Cày ra. Đây là cái anten bỏ lại pin nè anh em, pin lâu thì nó hết dự điện rồi. Anh em tiến hành là cho nó nhà keo ra, dùng nước nhà keo nha. Clip này mình không tua nhanh nha, mình chỉ làm chậm để anh em nào mà chưa biết thì tự làm cho nó dễ. Mình chỉ làm mà rất là chậm chạp. Bình nó rất là cứng nha anh em, nó có keo nha, nên là mình phải dùng cái nước nho keo này, mình tách keo ra thì mình làm nó nhẹ nhàng, nó đỡ hư máy nha. Chứ nếu anh em không có cái nước nho keo này, anh em tháo bằng tay là muốn gãy cái máy là pin nó chưa ra nha. Đó, rất là đơn giản nha, kia hai mặt. Em dán pin mới vào nha. Dán cái keo hai mặt vào nha anh em. Keo hai mặt của mình là rất là chắc nha. Nước
nhé, nó cố định keo nè, cố định những pin mình lại nha. Giờ là dán lột cái mặt sau ra nha anh em, dán pin vào ha. Đây cái pin mới của mình nha. Thay pin này rất là dễ thôi, anh em mà chưa biết thì tự xử luôn tại nhà. Quan trọng nhất là anh em cái khâu tháo màn hình ra, còn cái này anh em tháo ốc là được rồi, tháo ốc này nó ra ngay thôi. Anh em tiến hành vệ sinh sạch lúc keo này nha. Lúc keo cũ nè. Sau khi làm keo sạch thì anh em bắt ốc ra nha, bắt ốc dán màn hình lại là hoàn thành nha anh em. Thay pin nó cũng rất là phức tạp, nó uy như thay, nói chung là nó khó hơn thay màn hình luôn. Thay màn hình thì anh em chỉ việc bóc màn hình là được, còn thay pin này là phải bóc cái màn hình này còn đang sống này, rồi anh em phải gỡ cái sườn ra nữa thì mới thay được cái pin, nên nó khó hơn thay màn hình luôn nha, là vậy nha. Màn hình thì lúc anh em thay màn hình này nó đã bê sẵn rồi, nên tháo ra nó không có tâm lý nó rất là nhẹ, bóc ra khá là thay đào liền. Còn cái màn hình này, cái pin á thì cái màn hình nó còn sống, anh em thay làm bậy bạ là nó lại hư màn hình đó, nên nó khó chỗ đấy, nên thay là rồi có kỹ năng anh em, có kỹ năng một xíu ha, chứ còn nếu mà anh em chưa tháo lần nào thì bảo đảm luôn là dính xương ngay, dính xương. Rồi, mình đi keo luôn nha, mình đi keo dán màn hình lại vào quấn Jisoo cho cố định màn hình là xong nha anh em. Thì mấy thao tác này là mình sẽ quay nhanh nha, mình quay nhanh cho anh em đỡ tốn thời gian, từ mấy thao tác này nó quá dễ rồi. Rồi, mình quấn cái su nữa là xong nha anh em. Rồi, ok nha, thành công cái thứ nhất nha, tiếp tục cái thứ hai. Rồi, mình quấn cái su xong rồi nha anh em. Đó, để cho nó khô keo là hoàn thành nha, một cái ha. Tiếp tục cái thứ hai nha anh em. Khò nắng cho nó bung keo nha, bung keo mày.
thành nha. Màn còn sáng đẹp ha. Tắt nguồn luôn. Mà có màn hình khó nha, tắt không được. Tắt không được nè. Mà dính rất chắc nha. Tháo cực khó luôn. Dán mà lại nha anh em. Mình quấn cao su nữa sao. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip tới thời điểm này nha. Thằng ấy chào anh em. Anh em thấy clip mà có hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Thằng ấy chào cả nhà nha. Rồi, hai con. Hai con thay pin Rim 5 Rim nha. Rồi thằng ấy chào cả nhà. Hẹn anh em clip tiếp theo nha. Hai viên pin thay anh em.